Trung tâm cây giống Tam Đảo xin chào bà con. Ngày hôm nay buổi chiều tôi lại có thời gian để làm những cái video để tiếp tục giới thiệu tới bà con những cái cây giống lâm nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu cho bà con một cái giống cây lâm nghiệp thì mà cái vốn đầu tư bỏ ra thì nó cũng khá thấp, nó không nhiều như những cái giống gỗ khác. Nhưng tuy nhiên về giá thành thành phẩm, sản lượng gỗ lâm nghiệp thì lại rất là có giá trị. Và hiện nay có rất nhiều dự án trồng. Đó chính là cái cây giống lim xanh. Lim xanh thì là một trong những loại lim đắt nhất hiện nay và có giá trị nhất hiện nay. Không chỉ vậy thì cái gỗ lim xanh thì cũng là những cái loại gỗ có chất lượng tốt nhất. Bà con có thể nhìn ở đây cái thân cây này. Cây giống tại trung tâm cây giống Tam Đảo thì cái thân cây bà con nhìn ở đây nó sẽ mập mạp hơn rất nhiều so với những cái giống cây ở nơi khác. Đó. Đây, bà con nhìn đây. Lim xanh lá rất là to, cành sum suê chứ không giống như rất nhiều đơn vị nhân giống bầu giống thế, nhưng cái cây nó rất là yếu và cái thân cây này bà con để ý là cái thân cây này nó không khỏe. Nó rất là nhỏ và còi cọc. Cái thân nó phải mập. Đây bà con nhìn, có thể nhìn so sánh cái ngón út của tôi này. Cái ngón út của tôi và cái thân cây nó gần tương đương với nhau. Đó. Cái cây nó phải mập như thế này thì nó mới đảm bảo được cái chất lượng gỗ mà sau này cây nó phát triển mà chúng ta trồng về nó đảm bảo nó sống. Đó thì bà con chúng ta lưu ý là chúng ta mua cây giống phải lựa chọn những cái đơn vị trung tâm cây giống nó uy tín. Có số lượng nhân giống nhiều. Đây lá cây lim xanh nó như thế này. Lá mọc sau le, không phải lá kép nhá. Đặc biệt là lim xanh nó và lim vàng nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Trại giống của chúng tôi thì chúng tôi phân từng vùng khu vực trồng dược liệu và cái cây ăn quả và cái cây lâm nghiệp thì sẽ có từng vùng riêng. Đây, cây bên này là cây dược liệu. Bên trong tre kia là cây lâm nghiệp cả. Lâm nghiệp và cây dược liệu bên này cũng có này. Bên này thì đang có các đội công nhân đang thu hoạch cây giống để cung cấp cho khách hàng. Thì hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu với bà con về cái giống cây lim xanh. Thì bà con có nhu cầu mua cây giống thì liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại chúng tôi đã để bên dưới màn hình là 0764 456 123. Số điện thoại này cũng là số điện thoại Zalo của chúng tôi. Thì bà con kết bạn với trực tiếp với cái Zalo này để được đội ngũ chuyên gia chúng tôi hỗ trợ tốt nhất. Trước nay thì chúng tôi dùng cái số đuôi 414. Tuy nhiên là đợt vừa rồi là chúng tôi có gặp lỗi kỹ thuật về cái SIM. Thì hiện nay là cái SIM đang có vấn đề, thì bà con có thể trực tiếp liên hệ theo cái số mới của chúng tôi. Chúng tôi đã mới chỉnh sửa là 0764 456 123 để được đội ngũ của chúng tôi tư vấn tốt nhất. Số 414 thì chúng tôi vẫn nghe được, nhưng tuy nhiên là khoảng độ vài tháng nữa chúng tôi sẽ thay đổi cái số điện thoại mới để cho nó bà con chúng ta dễ nhớ hơn. 414 thì hiện nay chúng tôi sẽ sắp tới sẽ chuyển sang bộ phận kỹ thuật. Thì chúng tôi sẽ phân vùng từng bộ phận một thì sẽ có sự từng cái số điện thoại khác nhau. Nên bà con cần nhu cầu mua cây giống thì cứ liên hệ. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo của trung tâm cây giống Tam Đảo.